Hello, xin chào tất cả các anh chị học viên. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào nấu mâm cơm bình an số 3 nha. Với như tên gọi của nó thì chúng ta để mà nấu xong một mâm cơm và người thân của mình, hoặc là nếu là mình là chủ quán mà khách hàng của mình ăn xong cảm thấy no, ấm lòng và còn bình an, thì ngoài cái việc mà chúng ta chọn những cái nguyên liệu tươi ngon tốt cho sức khỏe, thì chúng ta cũng cần phải đặt thêm cái tình yêu thương của mình vào trong từng món ăn, thì đảm bảo là món ăn của mình sẽ có những cái hương vị, mùi vị đặc biệt mà ở những nơi khác sẽ không thể có được. Ngoài tình yêu thương thì chắc chắn luôn là chúng ta phải có nguyên liệu, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là nguyên liệu và gia vị cần là gì nha. Rồi Nhi sẽ làm món bầu kho với nấm rơm, mà theo kiểu là kho tổ, rất là ngon. Ở miền Tây hoặc miền Nam thì gọi là kho tổ, còn nếu miền Trung mình gọi là kho rim cũng được nha. Rồi tiếp theo nữa là bên phần kho thì chúng ta sẽ có nấm rơm. Ở đây Nhi dùng 200g nấm rơm. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một quả bầu khoảng 300g. Và ở đây chúng ta có một ít tiêu xanh, khoảng 30g ớt tiêu xanh, rồi 4 quả ớt hiểm và một quả ớt 4 quả ớt xiêm xanh và một quả ớt hiểm nha, để kho cho ngon. Gia vị chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ là muối này, tiêu, đường, bột ngọt, hạt nêm, nước mắm chay, rồi nước tương, dầu ăn, rồi dầu mình có dầu màu điều, rồi chúng ta có dầu màu đen để chúng ta có thể kho. Ngoài ra thì chắc chắn luôn là chúng ta sẽ không bao giờ thể thiếu được là tỏi băm. Và ở đây Nhi có chuẩn bị sẵn khoảng 2g bột năng để chúng ta xíu nước kho cho nó sền sệt cho ngon. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện cái phần sơ chế nha. Sơ chế nấm thì mình gọt bỏ những cái phần dơ, sau đó mình sẽ ngâm nấm ở trong nước muối loãng tầm khoảng 15 phút. Rồi sau đó rửa sạch. Nước muối loãng ở đây là chúng ta sẽ theo cái nồng độ là 2g muối thì mình hòa với 1 lít nước. Nếu mình cần dùng nhiều nước để ngâm thì mình cứ nhân số lượng lên. Bầu cũng vậy luôn, bầu chúng ta sẽ rửa sạch xong rồi chúng ta gọt vỏ, sau đó chúng ta rửa sạch lại một lần nữa. Rồi ở đây là bây giờ mình sẽ sơ chế cái bầu nha. Sau khi gọt xong thì bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn mình cái cắt bầu sao để mình kho cho ngon. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chẻ đôi cái bầu ra trước. Sau đó chúng ta sẽ cắt miếng bầu thành từng miếng có độ dày khoảng 1cm nha. Tại mình kho mà mình cắt dày một chút. Bầu kho này ăn rất là ngon, nó ngọt. Ôi bầu non tươi luôn. Sáng nay mới đi chợ sớm nha mấy anh chị nha. Thật ra thì giữa siêu thị và chợ thì Nhi rất thích đi chợ, bởi vì Nhi thích cái không khí ở chợ và thích những cái kiểu mà mua hàng với những cô bán hàng ở chợ rất là vui. Mình là khách quen rồi, mấy cô cũng... Đấy, chúng ta sẽ cắt có cái độ dày, cắt đôi xong cắt có độ dày khoảng 1cm như thế này nha. Vậy là chúng ta đã sơ chế xong cái phần bầu của mình rồi. Mình sẽ cho bầu vào cái dĩa đi. Anh chị biết sao, Nhi rất thích dùng những cái đồ tre như thế này cho gian bếp nhà mình. Những cái rổ tre rất là dễ thương ha. Bây giờ mình để sang một bên. Về phần nấm rơm kho thì chúng ta để nguyên để kho cho ngon nha. Ăn thì mình khi mình để nguyên này này, mình kho xong mình cắn thì nó sẽ cắn bụp, thì cảm giác có nước trong này này, cái nước của nấm á, khi nó chín và nó nằm nguyên trong cái miếng nấm của mình á thì nó sẽ rất là ngọt và ngon. Đó là mình kho. Như vậy là chúng ta đã vừa sơ chế xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào nấu món đầu tiên nha. Đó chính là món nấm rơm kho tổ cùng với bầu, hoặc là mình có thể đặt tên là bầu nấm rơm kho tổ nha. Thì bây giờ trước tiên là chúng ta sẽ bật nồi lên. Rồi khi mà dầu lò nồi đã nóng thì chúng ta cho 30ml dầu ăn vào. Kho tổ thì hơi nhiều dầu một chút nha cho ngon. 30ml dầu ăn vào. Rồi sau khi dầu đã sôi thì chúng ta sẽ cho tỏi phi vào để phi. Rồi cho 10g tỏi băm nha. Và phi thơm lên. Và món này để mà ngon hơn á thì chúng ta sẽ cho bơ vào. Nếu mình ăn được béo nha, Nhi sẽ cho 10g bơ vào. Thì món ăn của mình nó sẽ còn ngon hơn nữa nha.
Rồi đây chúng ta cho bơ vào luôn nha. Thì cái nồi nước dùng mình, nồi nước sốt mình sẽ càng ngon. À, nếu mà không có 10 gram bơ cũng không sao nha, cứ nấu dầu ăn bình thường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nêm nếm. Sau khi chúng ta đã phi tỏi thơm rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nêm gia vị để làm các món kho tộ nha. Kho tộ hoặc là kho rim. Trước tiên thì với 500g thực phẩm, ví dụ như 500g nấm rơm hay là 500g bầu cộng nấm rơm hay là 500g chả chay để kho rim hay kho tộ thì chúng ta đều nêm chung công thức như sau. Chúng ta sẽ nêm vào đó là 30ml nước mắm. Nếu không có nước mắm chúng ta dùng 50ml nước tương. Rồi nêm tiếp 30g đường cát trắng. Nếu trường hợp chúng ta là ăn ngọt hơn, mình có thể tăng thành 40ml. Ba gam hạt nêm, 1g bột ngọt, 1g muối, 1g tiêu. Nếu chúng ta ăn không được cay, chúng ta có thể bớt cái phần tiêu lại nha. Nếu chúng ta nấu ngũ vị thì chúng ta có thể thêm 3g bột ngũ vị hương để cho cái phần nước sốt của mình có cái mùi thơm ngũ vị hương thì nó sẽ được đặt tên là kho ngũ vị hương. Mình cho 10ml dầu màu điều nha. 10ml là tương đương với một muỗng, này là muỗng ăn cơm đó mấy anh chị. Là sẽ khoảng 10ml dầu màu điều. Tiếp theo chúng ta sẽ cho nước màu đen á. Nước màu này là mình nấu từ đường này. Nếu anh chị không có nước màu này sẵn thì mình có thể dùng 10g đường, mình nấu cho đường nó chuyển sang màu màu nâu đen á, thì chúng ta có nước màu đen nha. Ở đây Nhi sẽ dùng khoảng tầm 5ml ha, 5-6ml. Ai muốn màu đậm thì bỏ 10ml. Đây mình sẽ dùng khoảng, ở đây Nhi đang dùng là khoảng 6ml nước màu đen. Mà tùy vào độ đậm của nước màu thì chúng ta bỏ 5 hoặc đến 10ml nha. Do đây màu như rất là đậm, vì vậy Nhi chỉ bỏ khoảng 6ml thôi. Sau khi chúng ta đã nêm đầy đủ rồi thì bây giờ chúng ta bật lửa lên, nấu cho cái hỗn hợp này này nó sôi lên. Đó, chúng ta khuấy đều cái hỗn hợp màu của mình lên. Chúng ta xem lại cái màu, nếu mà màu chưa đủ độ đậm thì chúng ta thêm. Đây cái màu này là chưa đủ độ đậm này. Vậy Nhi thêm khoảng 4ml nữa nha, cho đủ 10ml màu đen. Cho đậm, đậm đà chút. Khuấy đều lên. Đây là bước mà mình pha sốt. Lý do mà Nhi pha sốt sẵn như thế này và nấu sốt trước là bởi vì cái bầu của mình nó rất là nhanh chín. Bầu và nấm cũng vậy nữa. Bầu thì chỉ cần là nếu mà sôi liên tục, mà sôi lớn là 2 phút là bầu đã chín rồi, nấm cũng vậy luôn. Cho nên là mình làm sốt sẵn đi thì mình nấu nhanh chín cho nó ngon. Với lại nếu anh chị nấu vừa chín á, thì mình sẽ giữ trọn vẹn được cái chất dinh dưỡng của thực phẩm nha. Còn nấu lố quá, nấu nhiều quá thì nó không có giữ được hết chất dinh dưỡng. Sau đó Nhi sẽ, khi mà sốt sôi anh chị thấy hấp dẫn không? Sốt sôi thì em cho bầu vô. Sẽ cho bầu vô trước, trộn đều với sốt nè. Đó, nhìn ngon chưa? Để cho bầu của mình nhanh chín á, thì em sẽ cho thêm 20ml nước lọc nữa. Để cho đủ nước để làm bầu chín nha. Mình sẽ nấu bầu khoảng 1 phút rồi mình sẽ cho nấm vô, nấu tiếp cho đến khi chín. Mình có thể đậy nắp lúc này đó. Đấy, mình sẽ nấu bầu 1 phút nha. Trong suốt quá trình nấu thì lâu lâu mình đảo trở. Xíu nữa anh chị biết bầu nó ra nước là rất là ngon. Nước bầu này, nước sốt này, nó sẽ rất là ngọt và hòa quyện với cái phần mà nêm, hòa quyện với cái công thức mà nêm nếm gia vị kho tộ của Nhi đó, thì nó sẽ tạo nên một cái phần nước sốt ngon bá cháy nha. Đảm bảo rất là hao cơm. Mình có thể trộn cái nước sốt ăn chung với cơm vẫn rất là ngon. Ngoài cái việc mình ăn các cái bầu và nấm. Rồi như vậy là chúng ta đã nấu bầu này được 1 phút rồi đó.
Khi mình nấu được 1 phút á, thì bầu của mình nó đã chín được 50% rồi. Bây giờ chúng ta cho nấm rơm vô. Nấm rơm thì sẽ cần 2 phút để chín. Chúng ta nấu thêm 2 phút nữa. Thực ra rau củ thì mình không cần nấu quá lâu nha. Nấu quá lâu nó mất hết chất dinh dưỡng. Chỉ cần nấu vừa đủ chín. Mà cái điều quan trọng nhất là mình biết như thế nào là vừa đủ chín. Thì cái đó là bí quyết của nấu ăn nha. Cho nên Nhi sẽ chia sẻ hết bí quyết cho anh chị biết là mỗi thực phẩm thì nấu trong vòng bao lâu là nó sẽ vừa chín và nó sẽ ngon. Ngoài việc nêm nếm ngon thì một trong những bí quyết quan trọng của việc nấu ăn là phải biết khi nào thực phẩm chín nha. Chứ không phải là cứ nấu tả tơi, nấu te tua là ngon nha. Cho ớt xanh vô. Có những món nào hầm thì là hầm, mà kho thì là kho. Chứ không phải hầm kho giống nhau hết là không đúng nha. Chúng ta sẽ cắt thêm một trái ớt hiểm. Nếu anh chị nào ăn cay được thì mình cắt hai trái nha. Thế mình cho ớt xanh ớt hiểm vô. Bây giờ để cho ngon á thì chúng ta sẽ hạ lửa nhỏ và nấu 2 phút. Thì bầu và nấm nó sẽ chín nó ngon. Vì vậy á, mình chỉ cần nấu đủ thời gian cho rau và củ của mình chín là chúng ta có thể ngưng cái việc nấu. Bởi vì đối với rau củ mình nấu lâu quá thì nó sẽ mất đi cái chất dinh dưỡng, những cái chất dinh dưỡng quan trọng của rau củ nha. Anh chị nhớ điều này. Và cái công thức mà kho tổ như đang chia sẻ ở đây á là mình áp dụng được cho cá chay và mặn luôn. Tuy nhiên thì Nhi vẫn khuyên chúng ta nên ăn chay thay vì ăn mặn. Bởi vì khi mình đã có một công thức nấu nướng ngon rồi đó thì mình không cần phải nấu mặn mới ngon nha. Mình nấu chay nó vẫn ngon như bình thường. Nó còn tốt cho sức khỏe của mình nữa. Lâu lâu khoảng 1 phút thì chúng ta đảo một lần nha. Cái mùi bơ nó thơm mấy anh chị ạ. Nếu mà có một ít bơ, có khoảng 10g bơ vô thì nó làm cho cái nồi của mình nó thơm ngon hơn nha. Nhi sẽ nếm một chút xíu nha. Quá ngon. Đây là cái công thức mà mình kho theo kiểu là kho rim thì nó sẽ mặn mặn ngọt ngọt. Nếu trường hợp anh chị nào mà mình là người miền Trung á, mình không ăn ngọt được nhiều á, thì với công thức kho rim này đơn giản là giúp Nhi bớt xuống 10g đường thì mình sẽ có cái công thức kho rim hay công thức kho tổ của mình á, nó sẽ nghiêng về vị mặn nhiều hơn. Còn theo công thức này thì nó sẽ nghiêng về vị ngọt nhiều hơn một chút nha. Nhưng mà ăn kho rim thì phải ăn ngọt ngọt, mặn mặn thì mới ngon và rất là hao cơm. Rồi bây giờ như vậy là thời gian nấu 2 phút, nấu thêm 2 phút đã xong. Như là bầu nè, nấm thì đã chín rồi nè. Bây giờ mình sẽ bỏ tiêu vào luôn. Tại vì tiêu mà bỏ lúc đầu thì nó bị rã đó. Bỏ tiêu vào luôn này, ngâm trong nước luôn nè. Ngoài ra để cho hỗn hợp nước này nè, nó sền sệt nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho bột năng vào. Chúng ta sẽ lấy 2g bột năng hòa với 20ml nước, nước lọc thôi, khuấy đều. Sau đó chúng ta cho vào cái hỗn hợp kho của mình. Trộn đều lên. Thì hỗn hợp và kho của mình nó sẽ sền sệt hơn. Đó, nó sẽ sền sệt và để nguội thì nó sẽ sền sệt hơn cả bây giờ nữa nha. Xíu nó nguội thì nó sẽ còn sền sệt hơn cả bây giờ nữa. Nếu mà chúng ta muốn màu đậm hơn thì chúng ta có thể cho thêm một ít màu vào. Ngon rồi. Sau khi nấu xong thì mình sẽ nếm. Sau khi anh chị nấu xong mình sẽ nếm. Nếu mình cảm thấy nó hơi nhạt thì mình có thể cho thêm một ít muối. Còn nếu ai ăn khẩu vị nhạt thì khỏi nêm thêm nha. Thường thì công thức mà Nhi đưa ra là nó đã ngon rồi.
Tuy nhiên là nhiều khi cái khẩu vị của mình mỗi người một khác một chút, thì chúng ta sẽ nếm lại, sau đó mình thêm, nếu mà mình thấy nhạt thì mình thêm một ít muối. Còn nếu mình thấy nhạt hoặc thấy ngọt thì mình có thể thêm muối để cân bằng lại cái độ ngọt. Còn nếu chúng ta thấy mặn thì chúng ta có thể thêm một ít nước hoặc là thêm đường để chúng ta cân bằng lại cái vị mặn. Rất là đơn giản để điều chỉnh nha. Rồi, như vậy là Nhi đã nấu xong. Bây giờ chúng ta sẽ ra dĩa nha. Bây giờ Nhi sẽ múc thức ăn của chúng ta ra tô nha, ra dĩa nha. Ở đây thì Nhi dùng một cái tô nó đáy sâu lòng một chút. Nhìn hấp dẫn chưa? Cái này mà ăn vào cái buổi tối nè, lúc đói bụng nè, hoặc mùa đông nè, thì còn gì bằng nữa đúng không ạ? Wow, quá ngon luôn. Bầu thì nó, bầu mình kho vừa tới á, thì nó vẫn có cái độ giòn giòn của cái vỏ nha. Kho vừa tới thôi chứ không có kho mà nát tan nát hết, là nó vẫn còn cái độ giòn của cái vỏ. Nấm cũng vậy, nấu vừa chín tới luôn thì nó sẽ còn giữ được cái vị ngọt của nấm, cho nó không ra hết ở nước. Còn nếu anh chị nấu nấm kỳ quá, nó ra hết ở nước thì khi ăn miếng nấm nó không còn ngon nữa. Mà nấu vừa tới thì nấm nó giòn, nấm nó sẽ rất là giòn. Đây, sau khi nấu xong thì chúng ta nên trang trí lại cho đẹp nha. Có những cái viên nấm thì mình để lên trên thế này. Đó, cái tô nước này này, nước này thì chan cơm ăn thì ngon lắm, thôi rồi luôn. Tiêu. Đấy. Sau đó, để mà ngon hấp dẫn hơn, chúng ta sẽ tỉa một bông hoa hồng để lên trên nha. Thét nách luôn. Như thế này, trời ơi, cái tô coi như là ngon, là người ta hay có tiếng tuổi tin hay kêu tét nách luôn. Tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ nấu, sau khi chúng ta đã nấu xong món bầu nấm rơm kho tộ. Ngoài ra ngày hôm nay Nhi sẽ có chương trình ưu đãi sách. Nhi sẽ ưu đãi sách với giá siêu đặc biệt bằng với tiền in ấn thôi. Bây giờ cả nhà nào muốn mua sách thì chúng ta lắng nghe. Nhi có 5 bộ sách nha, Nhi sẽ nói một chút về 5 bộ sách nha. Bộ đầu tiên là bộ tập hợp những món bán chạy nhất của các thương hiệu trà sữa. Thì trong này là hơn 100 món đồ uống và topping đi kèm, dành cho những ai muốn làm những cái món nước để bán cho học sinh sinh viên. Tập hợp những món bán chạy nhất của thương hiệu trà sữa. Bộ thứ hai là tập hợp những món bán chạy nhất của thương hiệu cà phê, cũng gần 100 món. Rồi bộ thứ ba là các món ăn vặt của Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, rất là đặc sắc, ăn vặt hot trend, bánh tráng trộn, xoài lắc, khoai lang phô mai lắc, gà rán KFC, chân gà xả tắc, rồi các món như là bánh pizza, bánh su kem, mì cay Hàn Quốc, cơm trộn Hàn Quốc, cơm cuộn Hàn Quốc, tteokbokki Hàn Quốc, rồi các món chè Thái, chè khoai dẻo, chè khúc bạch, hai mươi mấy loại chè, các loại kem, kem tươi, kem viên, bingsu, vân vân là trong cuốn ăn vặt này. Rồi tiếp theo là 45 mẫu bánh kem Rocco Ba D, bánh bắp và bánh kem sinh nhật. Bộ thứ năm mà Nhi có đó là bộ ẩm thực ăn lạc dành cho những người nào muốn ăn chay. Thì như vậy chúng ta có tất cả là 5 bộ sách. Và một bộ sách là có 3 cuốn nha. Một bộ sách là sẽ có một cuốn công thức có hình Nhi. Ví dụ bộ số 1 là tập hợp những món bán chạy nhất của các thương hiệu trà sữa để chúng ta làm những món nước bán cho học sinh sinh viên. Thì khi mua một cuốn sách công thức có hình Nhi thì chúng ta được tặng kèm một cuốn cẩm nang. Cuốn cẩm nang này sẽ nói về những cái nguyên liệu, dụng cụ, máy móc cần mua để mình làm được món trong cuốn sách công thức. Cuốn cẩm nang là tặng kèm, không bán. Và đồng thời mình cũng được tặng kèm thêm một cuốn gọi là bí quyết quán đông khách. Cuốn này á là tập hợp những cái bí quyết để giúp quán mình đông khách. Thì như vậy một bộ sách là có 3 cuốn, là một công thức có hình Nhi, một cuốn cẩm nang và một cuốn bí quyết. Đây là bộ sách mà Nhi dùng để hướng dẫn trong các lớp học trực tiếp cũng như là online có giảng viên. Bộ sách này vô cùng là giá trị. Bán niêm yết trên website của Học viện Pha Chế Vin 3 là 1,5 triệu một bộ sách. Nhưng mà ngày hôm nay trên sóng livestream này, anh chị nào yêu mến Nhi cũng như là yêu thích bộ sách của Nhi thì Nhi sẽ chỉ có lấy cái chi phí in ấn của 3 cuốn sách này là chỉ có 400.000 đồng. Nên anh chị nào muốn mua thì comment mua sách kèm theo số điện thoại để được mua sách gốc với giá gốc nha. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sách giả. Chính vì vậy Nhi đã đưa ra mức giá ưu đãi nhất cho anh chị để mua với giá rẻ nhất mà lại được sách gốc và giá gốc. Cho nên cả nhà mình hãy comment mua sách
kèm theo số điện thoại nha, để được mua sách gốc với giá gốc của chính tác giả luôn, để không bị mua sách giả. Rồi cứ một bộ là 400.000. Kể từ bộ thứ hai á, là được giảm thêm 50.000 nữa. Đó, bởi vì bộ thứ hai là có cuốn bí quyết giống thì mình không lấy, giảm thêm 50.000 nữa. Thì bộ thứ nhất 400.000, bộ thứ hai 350.000, bộ thứ ba cũng 350.000. À, một bộ là 400.000, hai bộ 750.000, ba bộ là 1.1 triệu, bốn bộ là 1.450.000, mà năm bộ là 1.7 triệu, là chỉ bằng tiền in sách thôi ha. Rồi cho nên những anh chị nào muốn mua sách gốc với giá gốc của chính tác giả thì comment mua sách kèm theo số điện thoại, sẽ có nhân viên gọi xác nhận cũng như là gửi sách cho mình thông qua đường bưu điện nha các anh chị. Rồi, như vậy thì tóm lại là những anh chị nào muốn mua nguyên liệu thì comment mua nguyên liệu kèm số điện thoại để được tư vấn. Những anh chị nào muốn mua được sách gốc với giá gốc chỉ có 400.000 đồng một bộ thì chúng ta comment mua sách kèm theo số điện thoại. Những anh chị nào muốn học để được ưu đãi 70% cho khóa online và 35% cho khóa trực tiếp thì chúng ta comment đăng ký học kèm theo số điện thoại nha. Ngoài ra những ai có câu hỏi gì thì mời các anh chị comment để mình giải đáp trước khi chúng ta kết thúc buổi học sáng nay. Khóa học thì hiện tại học viện mình là có khóa học vào cuối tuần này luôn nè, hoặc là các tuần thì đều có khóa học. Khi mà mình đăng ký khóa học trực tiếp tại học viện pha chế Vinba, hoặc là mình đăng ký chương trình học online có giảng viên. Học viện mình có hai chương trình học là học trực tiếp tại học viện có giảng viên, hoặc là mình có thể đăng ký chương trình học online có giảng viên. Thì cả hai chương trình mình đều có 11 quyền lợi khi mình đăng ký học, rất là đặc sắc nha. Quyền lợi thứ nhất là mình sẽ trở thành thành viên VIP của Vinba để được chăm sóc trọn đời sau khi mình đã học. Quyền lợi thứ hai là mình sẽ được bảo hành cho đến khi nào học thành công. Có nghĩa là nếu mình đăng ký mà mình học chưa thành công, bên em bảo hành cho đến khi nào anh chị học thành công và làm được món. Quyền lợi thứ ba, mình được cập nhật công thức mới trọn đời. Quyền lợi thứ tư á, là khi mình đăng ký học dù online có giảng viên hay trực tiếp có giảng viên thì mình đều được cấp bằng hoàn thành khóa học. Quyền lợi thứ năm là mình sẽ được tư vấn một một về kiến thức mở quán sau khi mình học xong, để mình có thể đủ kiến thức để mở một cái quán trà sữa, quán cà phê hay quán ăn vặt. Quyền lợi thứ sáu là mình sẽ được học có giảng viên thì họ sẽ giải đáp cũng như là chia sẻ kinh nghiệm cho mình để mình học và hiểu bài được sâu thì mình sẽ thực hành dễ dàng hơn. Quyền lợi thứ bảy là khi anh chị đăng ký học online có giảng viên hay học trực tiếp, anh chị sẽ được tặng một tài khoản bao gồm tất cả các video bài giảng để mình có thể xem đi xem lại nhiều lần. Quyền lợi thứ 8 là mình sẽ được tặng kèm bộ sách. Năm cái bộ sách lúc đầu như có giới thiệu thì mình đăng ký khóa nào thì mình sẽ được tặng kèm bộ sách của khóa đó mà không cần phải mua. Còn nếu mình mua thì giá sách là cũng niêm yết là tới 1.500.000 các anh chị hả? Cho nên khi mình đăng ký học là mình được tặng sách rất là có lợi. Quyền lợi thứ 9 là mình được tặng kèm bộ hình. Ví dụ mình học đồ uống thì mình sẽ được tặng hình đồ uống. Mình học đồ ăn thì mình sẽ được tặng hình đồ ăn. Đó là quyền lợi thứ 9. Và quyền lợi thứ 10 là gì? Quyền lợi thứ 10 là nếu mà trên cái sóng live stream ngày hôm nay anh chị muốn đăng ký học, anh chị comment ngay là đăng ký học kèm theo số điện thoại, mình sẽ được giảm 70% cho khóa online có giảng viên và giảm 35% cho khóa trực tiếp có giảng viên nha các anh chị nha. Lưu ý là chỉ trên sóng live stream ngày hôm nay. Nếu chúng ta muốn học thì chúng ta comment đăng ký học kèm theo số điện thoại của mình, đăng ký học kèm theo số điện thoại thì mình được giảm ngay 70% học phí cho khóa online có giảng viên và 35% học phí cho khóa trực tiếp có giảng viên, cộng theo 10 quyền lợi mà Nhi vừa nói kể trên. 10 quyền lợi này chỉ có ở Vinba có thôi, những trường học khác Nhi đảm bảo là không có, bởi vì Vinba là đơn vị dạy học và set up quán cùng với có các đội ngũ marketing thì bên em mới có thể hỗ trợ các cái chương trình sau học cho anh chị, như là chương trình bí quyết quán đông khách mà những nơi khác là không thể nào có được nha. Thành ra nếu anh chị nào muốn học thì comment đăng ký học kèm theo số điện thoại nha. Chúc các anh chị thành công và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.